bia nằm ở trên ban chứ như thế này là chúng ta đang đang bất kính, dẫu rằng chúng ta không có ý nhưng mà chúng ta đang hành động như này tỏ vẻ là điều bất kính với các người bên này bề trên. Thần linh là các chư vị chính đức tôn thần, người ta gọi là các chư vị chính thần, tức là sinh ra trời đất đã có các chư vị đó rồi. Đó cho nên chúng ta là người trần, chúng ta phải tôn kính. Đấy. Tức là nơi cha mẹ ông bà tổ tiên cho đang yên nghỉ đây, là đang nương tựa các chư vị đây, cho nên chúng ta làm chúng ta phải thành kính. Thành kính cái này phải nâng nó lên thành một cái bệ cao. Đây. Ví dụ khi chúng ta bái lễ, này, chúng ta sẽ đứng ở ngoài này, chúng ta bái thắp hương thì cái ban nó phải cao. Như cái này anh phải nâng lên cho thầy khoảng 81 cm. 81 cm, tức là phải nâng lên 81 cm. Xong đưa tất cả mọi thứ lên. Như này trong dòng tộc lộn xộn rắc rối lắm, khó đoàn kết. Đây này hướng bính thuộc âm hòa xương dâm. Cháu đang có mặt tại huyện Y Yên của tỉnh Nam Định nhé. Xem cho gia tộc đây cũng nói với anh này. Cái thứ nhất ấy là đây nó là gần như là gọi là mô tổ rồi đúng không? Tổ tổ có chi của anh đúng không? Vâng, chi họ. Tức là có ngành của anh. Ngành có riêng riêng về bên nhà anh. Đúng không? Đây là các anh làm như này cũng khá là cơ bản rồi đấy. Tức là một cái khu đây còn là cái khu năng để chúng ta thờ thì chúng ta làm ấy. Có một cái nơi năng này được rồi, nhưng cái quy trình làm các anh làm chưa đúng. Như chúng ta đây là bây giờ ví dụ đi, như bây giờ chúng ta đang đứng này, A Di Đà Phật xin phép các chư vị thần linh bản xứ ở đây nhá, là chúng ta đang bất kính với lại các cụ. Anh biết tại sao không? Vì chúng ta đang đứng này, bát hương thì ở thấp. Nếu mà chúng ta đứng bái lễ thì bát hương phải nằm trên tầm này. Và trong đó đến bia nằm ở trên ban. Chứ như thế này là chúng ta đang bất kính, dẫu rằng chúng ta không có ý. Nhưng mà chúng ta đang hành động như này tỏ vẻ là điều bất kính với các người bên này bề trên. Thần linh là các chư vị chính đức tôn thần, người ta gọi là các chư vị chính thần, tức là sinh ra trời đất đã có các chư vị đó rồi. Đó cho nên chúng ta là người trần, chúng ta phải tôn kính. Đấy. Tức là nơi cha mẹ ông bà tổ tiên cho đang yên nghỉ đây, là đang nương tựa các chư vị đây, cho nên chúng ta làm chúng ta phải thành kính. Thành kính cái này phải nâng nó lên thành một cái bệ cao. Đây. Ví dụ khi chúng ta bái lễ, chúng ta sẽ đứng ở ngoài này, chúng ta bái thắp hương thì cái ban nó phải cao. Như cái này anh phải nâng lên cho thầy khoảng 81 cm. 81 cm, tức là phải nâng lên 81 cm. Xong đưa tất cả mọi thứ lên. Như này là chúng ta đấy thành cái bàn đấy. Như chúng ta để là đang bất kính. Cho nên thầy đo cái phương vị là nhà anh còn phạm bia này. Như vừa thầy nói đấy, là đây nhà chúng ta cả một cái khu mộ các cụ trước là tập thể. Ở đây thì chúng ta chỉ cần một cái bia là được rồi. Nhưng cái bia chúng ta phải làm đúng. Đấy, phân kim này thầy phân kim của anh đang nằm ở phương vị cung bính. Bính nó thuộc âm hỏa. Đấy, cho nên là con cái trong gia đình anh hay lộn xộn lắm. Nói khó bảo nhau lắm. Đấy, cứ mỗi người một ý đấy. Cho nên cái việc này các anh phải lưu ý nhé. Cái này anh điều chỉnh. Nhà ta nói là gì, trong gia đình trên bình dưới thuận. Nó phải thuận hòa. Thuận hòa gia đình lấy sinh ra cảnh danh ở đó. Đó cho nên là cái việc mà các bác làm này là chưa được. Thế còn dẫu rằng là các bác làm như này quy trình, tức là trong cái tâm của chúng ta thì làm thế này là tốt rồi, nhưng chúng ta chưa làm đúng. Chưa, cái quy trình chúng ta chưa làm đúng thôi. Đấy, cái này anh chỉ cần nâng lên cho thầy nha, và cắm lại cái bia. Cái bia chỗ này không được đâu. Cái bia là định hướng thiên bàn mà anh đặt này là không được. 80 phân thì bia phải lên cao hơn. Không, anh yên tâm đi, cái bia thoải mái nâng cao. Không sợ là ảnh hưởng cái này đâu. Nhưng mà cái ban này để này mới là ảnh hưởng. Vâng. Đây, bính này đang phạm một xương dâm này. Phạm một quy giáp phong quang tọa độ của anh ấy đang nói anh, đây giờ để này để nói để cho anh hiểu này. Ra ngoài bạn bè anh em thoải mái luôn. Riêng về nhà là rất rắc rối. Cái việc trong gia đình, đấy là nó do đây này. Đấy, cái quẻ này quẻ những người đi ra ngoài thì tốt, những người ở nhà rất xấu luôn. Đấy, đây này nó vào cái kỷ tỵ này. Đấy, nó gọi là thiếu khí kỷ tỵ này, phạm quy giáp không vong này, xương dâm này. Đây, mà đặc biệt cái sao tham nang ở đây, tham nang tức là cãi nhau. Rất hay xô xát. Cho nên cái việc các anh phải điều chỉnh cho các cụ, anh chỉ cần xây cái ban đi thôi. Lưng thành cái ban từ dưới cái nền lên 81. Xong mét. Xong đặt cái tất cả lư lên cũng như là bia đá lưng hết đi.
bia nên bia tre này cũng không sao này, không sao hết. Vâng. Cái này là cái mặt nguyệt cho nó, cho nó đẹp. Cái quan trọng nhất cái bia là định hướng, đây là tên của các cụ vào đây đúng không? Dạ. Dòng tộc ở đây này, cho nên cái bia này cái rất quan trọng. Cái này làm cũng không đáng khó. Vâng. Nha, nhấc lên xong điều chỉnh cho các ngài như chúng ta để thế này là bất kính với lại các vị đó. Nghe chưa? Vâng. Đây là khu này mấy mấy bộ anh nhỉ? Hai thôi. Ngoài kia mới có đây này. Dạ. Anh thấy nó báo ra ngoài kia. Dạ. Đây. Đây. Nó báo ra chỗ ngoài kia mới có nong mạch. Dạ. Chứ còn bên trong các ở đây của anh là không có nong mạch. Dạ. Nhá. Thầy xem đằng trước xem là cái này. Xét về cái chỗ này của anh ấy thì anh chỉ cần nâng cho thầy cái ban này lên thôi. Vâng. Nhá. Thế còn cái khuôn viên cái anh biết cái cỏ này này. Vâng. Cái cỏ này nó hấp khí rất mạnh. Vâng. Cái cỏ chanh đây gọi là cỏ xước cỏ chanh như này. Cỏ chanh, cỏ lung chưa đấy. Cái này nhá, bây giờ như này. Dạ. Mai các anh phải cắt hết đi. Vâng. Cắt hết xong mình mua cái loại thuốc diệt cỏ chanh, cái thuốc rắc đấy. Vâng. Rắc bột đấy. Xong anh trộn bên cái chỗ này này, cái mộ này để các anh làm bây giờ làm là anh hơi tốn kém đấy. Vâng. Đấy, xác định anh bây giờ anh làm cái ngôi mộ này, cái khu mộ này mà tốt thì anh tốn lắm. Vâng. Riêng cái mộ này bây giờ tức là ở đây là vừa thấy nó không có nong mạch. Vâng. Không có mạch khí, nó không có năng lượng ở đây. Vâng. Bây giờ làm này tốt phải hót hết sâu xuống khoảng 20 phân, vâng. 20-30 phân. Xong anh ra riêng cái chỗ này của anh như bây giờ mà làm hết. Anh có biết đây bao nhiêu cụ không? 5 cụ. Tất cả đây 5 cụ. Và 5 cụ. Đúng không? Một cụ gửi. Đấy là cứ gọi 5 cụ đây, 5 năm anh phải mất khoảng 30 cân thần sa. 30 cân tín hương thì cụ tốn đấy. Vâng. Đấy khá tốn. Xong bắt đầu mới kích khí được lên được. Vâng. Không thì bây giờ nhé. À, sẽ chọn những cái ngôi mộ nào mà gần với canh nhiều nhất thì kích hoạt nó lên thôi. Vâng. Đỡ tốn. Vâng. Em dọn hết cái này đi xong bắt đầu là dòng cái cỏ nhật đi. Vâng. Chứ khu nghĩa trang canh để cỏ giả kín hết. Cái cỏ này nó hút khí rất kinh này. Vâng. Mà cái năng lượng của cái ngôi mộ ở đây đấy thì nó lại không có khí. Vâng. Nó được tí khí nào ra thì hút hết còn gì. Vâng. Cũng như cơ thể chúng ta mùa nằm mùa đông ấy, được tí khí nào trong người ta nó tiết ra thì rời rét hết rồi. Nó không có chăn giữ. Đấy cho nên là mộ chống khí lắm. Yeah. Chống khí anh mới thấy được con cháu ở nhà nhiều chuyện lắm. Vâng. Yeah. Cái kinh tế đã không lên rồi. Yeah. Xong lại bay bất đồng nữa. Yeah. Yeah, bây giờ tu sửa để cho anh em đoàn kết. Yeah. Đoàn kết mới làm cái đại sự được. Vâng. Đúng không? Yeah. Mới làm. Làm thì đây rất bà, đây bà nội bên kia ông. À đây bà đây đúng rồi đây này. Thầy nói anh chỉ nhìn là anh biết. Vâng. Các anh nhá. Quan sát cái cỏ giá trên mộ chúng ta chỉ nhìn là có thể biết được. Vâng. Ví dụ như là anh nhìn đây này. Vâng. Cỏ dưới này nó tốt bên này, nhưng mà tại sao trong mộ nó lại không tốt? Vâng. Đấy vì mộ này cũng là đất cát cả thôi đúng không? Vâng. Là nó do là cái năng lượng của cái ngôi mộ. Vâng. À, nếu mà mộ mát có khí tốt lúc nào cỏ cũng xanh tươi bốn mùa. Thế bây giờ thầy đo xem anh có năng lượng không nhá, có khí không nhá. Đây không có nhá, nó báo kiểu gì dưới kia cái chỗ này nhà anh sẽ có khí. Đây là mộ bố mẹ anh đây. Cái này thì anh đang đập với hướng ngọ thì được rồi. Yeah. Cái mộ này thì được hướng ngọ, tức là anh đập cái hướng thiên ban nhé. Yeah. Thì được rồi nhé. Yeah. Chính ngọ cái chỗ này còn được này, đây này tiểu quá. Dạ. Đấy, tức là cái quẻ đi xa. Vâng. Đấy, tức là cứ những người nào phải đi làm ăn xa. Vâng. Thì mới đỡ. Dạ. Chứ còn ở nhà vất vả, các bác cứ xem đúng đấy ạ. Vâng. Những người nào mà ở tại cái đất này này vất vả lắm. Quê vất vả lắm. Vất vả lắm đúng không? Lúc nào cũng vất vả. Cái này cũng điều chỉnh cho các cụ. Ừ, người ta gắn kiểu gì? Nó tắm được. Vâng. Cái mộ này cũng thế nhá. Dạ. Vì mình làm cứ song song theo với các đấy. Cái mộ kia. Vâng. Vì các cụ nằm đây đâm ra thôi cứ đặt như thế đi. Vâng. Thầy khuyên cây mộ này các bác có thể làm được này. Dạ. Thế còn tôi những cái mộ trên kia bây giờ cũng chả biết vào đâu cả. Vâng. Biết làm sạch sẽ nên xong làm sao diệt được cái cỏ chanh đi. Vâng. Xong rồng cỏ nhặt đi thôi. Vâng. Mấy cái khuôn viên này các bác làm nay mai làm sạch trong nắng cũng nắng hết đi chứ. Đừng để cho lát, vâng, lát hết chứ. Vâng. Đừng để như này chứ bốn xung quanh cái này nó không có khí. Vâng. Bác xây cao lên. Dạ. Chỗ đây nhà ta có chỗ xây cao không? Có thoải mái. Thế bác xây cao cho thầy 1m66. Vâng, 1m66. Bốn xung quanh xây cao hết cả cái bức đằng sau xây tọa sơn đi nhá. Dạ. Cao hết để nó giữ khí xong cái này bác nắng hoặc lát lên cho nó sạch sẽ cho các cụ nhá. Dạ. Chuyển cái ông sư tử này ra ngoài cổng nhá. Dạ. Cái này nhá mỗi một cái
bộ này anh cho thầy nhé, là trung bình nên là đàn ông thì 7, đàn bà thì 9. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào kinh tế của mình nữa. Nhưng mà ít nhất cũng phải được, tức là kém nhất ấy là cũng phải được một mộ được 3 cân nọ 3 cân kia. Nhà 3 cân thần sa, 3 cân tiên hương với lại 5 cân gạo đấy, không phải đá. Đừng bao giờ cho thầy anh vào cái mộ này, cho thầy anh là con cháu dở hắn. Vì thầy anh nó hút khí dưa khí âm. Đấy, mà mộ thì làm gì có khí đâu. Cái có bao nhiêu nó tức là có bao nhiêu khí ở trong lòng đất là tiết ra thì hút hết mất rồi, thì lấy đâu ra mà mộ phát được. Nha, cái này không được cho cái đấy nhá. Anh cắt ra xong bắt đầu đào xuống cho thầy khoảng 2 5 phân. Nha, anh cắt cái thiên môn này rộng ra tí, anh cắt ra cho thầy khoảng được 33. Chiều ngang 33, chiều dài này khoảng 66. Đấy, đây này, chiều ngang 33, chiều dài 66. Anh đào xuống cho thầy khoảng 30 phân, anh cho ít nhất nhá. Là với 3 cân thần sa, 3 cân tiến hương với 5 cân gạo đếp. Nha, để kích cái khí này đi. Nha, thì được. Bây giờ cái này chỉ có mỗi biện pháp đó thôi. Chứ cái này đào ra cũng không được. Đấy, mà đào ra bây giờ rất rắc rối, phá đi làm lại cũng rất rắc rối. Đúng không? Chỉ có mỗi biện pháp đó là hiệu quả nhất. Nha. Kể cả mộ bà nữa, đây cái mộ của ai? Đây là bà cô. Bà cô. Đây cũng không có này, kiểu gì tí thầy tìm cho anh, ngoài kia sẽ có một chỗ. Đều như nhau hết nha. Anh đều nập hướng là đều như nhau hết. Nha. Đây hai. Cung dậu. Bất hòa là từ đây ra đây này. Nhiều này. Cái quẻ độn này bao nhiêu tiền không đủ. À, tốn kém. Có những nhà người trong gia đình tốn kém. Hao tốn tiền của hắn. Dậu là út, ngành út. Tên là ngày út ấy. Đấy, thì hao tốn tiền của nó. Nghe chưa? Cô hư. Đấy, trong gia đình mình có người nào mà có bệnh mà chữa mãi không khỏi không? Đấy. Cái bác mà mai bốc mộ. Đấy, chữa mất rồi. Chữa mãi không khỏi này. Ảnh hưởng từ đây ra. Những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Người tuổi Dậu, người có mệnh thiên ngũ hành là cung Khôn, thiên can là cung Canh, Canh Tân là bị nha. Như nhau mà song song như nhau mà. Bây giờ nhé, cái này Canh, Dậu, Tân. Thứ nhất là cái mộ này nhé, anh thấy nhé, anh cho các anh làm sao sắp xếp bố trí cho các cụ nên là cứ mỗi cụ phải được 3 cân nọ 3 cân kia. Vâng. Đây là ít nhất là để kích cái khí lên. Vâng. Không có khí là sau này đổ độc cát vào đây này. Vâng, đổ cát này. Hoan lạc như là riêng con cháu, đặc biệt nữ đấy, cực kỳ ngoan luôn. Phụ nữ rất ngoan luôn, không còn cãi như bây giờ đâu. Để thầy cắm cho anh đo ra nhé. Tức là mình đo từ đây ra cái cạnh bia, cái bia phải dựng song song với cái này nhé. Vâng. Anh hiểu rồi. Bia nó là hướng thiên bàn, tức là cái bia này chết về tây bắc phải dựng song song như này. Vâng. Nó là cung Hợi. Vâng. Tốt cả ăn nó là cung Tân, Canh, Dậu, Tân. Vâng. Đầu tháng 11 là về để xem ngày cho cái này, anh phải cần phải làm ngay. Vâng. Nhưng không để lâu được đâu. Dạ. Nhé. Đi rồi. Quay hướng này, quay hướng cứ 147 độ, nó là hướng tị, tị thuộc đông nam. Cái này để về thầy sẽ cho xem ngày cho cái này nhá. Canh đào sâu cho thầy chỗ này nó ngay đường. Vâng. Cho chỗ này anh phải đào cho thầy xuống khoảng mét 6. Từ cái mặt đất này xuống phải mét 6. Vâng. Chứ không nó sẽ động. Dạ. Nhá, mai sau đấy là các anh sẽ được hưởng rất nhiều lộc từ cái bác này. Vâng. Đây nhá, đều không có khí hết. Vâng. Thế có phải là đất của mình chỗ nào nó có mạch đâu. Vâng. Đây này. Anh thấy nó toàn báo sang kia rồi. Vâng. Tờ bác này. Đó, cái môn này.
Chứ còn hai muộn này thì nói chung là không có khí hết nhá. Chỉ có mỗi cái điểm chỗ kia là có mạch khí thôi. Cái này cũng đều hướng bính. Nhà mình tất cả mộ đều nạp hướng, những hướng xấu. Không có mộ nào nằm hướng tốt cả. Cái kia phải cắm đúng hướng đó luôn. Vâng. Nhá. Nhưng cái kia các anh phải cắm đúng hướng thôi. Vâng. Cái cụ này rất thiêng này. Vâng. Cụ này cụ nào đây? Đây là ông anh, anh liệt sĩ. Đây là ba hai anh đều liệt sĩ. Ông này thiêng lắm này. Vâng. Ông này chết nó đang quánh nhau mạnh. Chết chiến trường. Ông này chết đúng vào cái hôm đánh nhau rất mạnh luôn. Máy bay thả bom, máy bay đi thả phát 3 quả liền. Đấy. 23 Thừa Thiên Huế, 24 Giải Phóng. Đấy là đúng ông này đánh bom mà bom là vùng Trung Du gì đó này. Ông này rất thiêng luôn. Vâng, cán bộ tài chính. Mà ông này ông ấy còn sống, ông ấy đi chiến trường ông hiên ngang lắm. Đấy đúng cụ này thiêng lắm. Thỉnh cho ông này mấy cân thần xa tín hương. Kích khí ông này đi. Dạ. Cái mộ này đang phạm cung bính. Vâng. Phạm vào cái đây. Đình Tị này. Cành ngọ này. Cái này xử lý thì cắt rộng thời gian này. Dạ. Đó, cái này cái thiên môn các anh phải cắt rõ chứ đừng để kiểu này. Vâng. Cắt rộng như này. Cái chiều này 33, chiều này 45. Vâng. Chiều này 45, chiều này để 33 nha. Vâng. Xong đào xuống, xong cho thần sa cũng cho ông khoảng 3 cân thần sa, 3 cân tiến hương, 5 cân gạo lếp. Vâng. Rắc đều xong kích khí lên cho. Vâng. Nha. Các bác sẽ được hưởng lộc từ những cái ngôi mộ này. Vâng. Cụ này thiêng lắm. Cụ này thiêng nhất luôn. Anh ơi, mà cụ này cụ vang này có từ trong cụ còn sống, cụ này sống nhá, cụ còn nói rất dễ nghe này. Vâng. Cái bác này bác nói dễ nghe lắm. Tìm coi là cụ kia đang để kia được chứ. Ở Bính Ngọ, sao Trương Quẻ Càn, anh em người nào cũng mạnh. Yeah. Mà sẽ nói với nhau những cái điều hay nữa phải nhé. Yeah. Tức là nói điều đẹp, không bao giờ cãi cọ nhau. Yeah. Đây rồi, cho ông bà nằm ở đây đây. Yeah. Gia đình hạnh phúc, hài hòa. Sao con cháu nó phải phát triển kinh tế, phát triển mạnh. Phát triển mạnh thì sang hoa nạc. Nhưng mà hoa nạc thầy nói anh này. Dạ. Thầy phân tích cho anh đây và để cho anh có mấy cái quyền các anh lựa chọn nhé. Dạ. Đây cả bác cả kia, bác cả đúng không? Bác thứ hai, bác cả ở nhà. Này cả bác ra đây để thầy cho để anh em về lựa chọn nhé. Vâng. Thứ nhất là cái huyệt trường chỗ này lập hướng chính ngọ, tọa độ 177 độ, là cung thân hôn, quẻ càn sao trương chính khí bính ngọ, anh em phát triển đều thừa khí bính ngọ, địa bàn long mạch là thuộc bính ngọ. Nhâm ngọ đấy là phát, tức là nhân bàn đấy, thiên bàn bính ngọ và nhâm ngọ. Sao văn khúc anh em nói những điều hay, không bao giờ cãi cọ nhau nha, không chửi với nhau, không tranh luận nhau nha. Đấy, những tuổi dần ngọ tuất đấy là phát ở đây nhá. Nhưng cái cung này nó không mạnh bằng cái cung hoa nạc đây. Vâng. Đây. Vâng. Nếu phân kim sang đây, vâng, nhưng cái cung này nó sẽ đầy đủ hơn. Vâng. Tức là anh em hòa thuận này, gia đình hạnh phúc, kinh tế cũng ổn định. Vâng. Nha, chứ chưa phải vấn đề giàu có. Vâng. Muốn giàu có lên nhanh thì sang quẻ đỉnh đây. Vâng. Quẻ đỉnh lên nhanh là 192 độ, tức là đây. Vâng. Nó sẽ lập cái hướng sẽ quay trách như này. Vâng. Nha. Đấy, được mạch quý mùi, thừa khí quý mùi, bính ngọ nha. Cái này thì sao phú quốc lên nhanh về nhân đinh, nhân chín trong vận chín này phát đại phát nha. Vẫn những người tuổi dần ngọ tuất là một, những người có thiên can là đứng chữ tỵ, là địa chi tuổi tỵ cũng phát triển mạnh được cái này này. Tuổi tỵ nhất là tuổi tỵ tuổi ngọ nha. Đấy, là sẽ đại phát sinh khí lên nhanh, nhưng không phải là có tiền mà có tất cả. Vì đây là lựa chọn mà. Vâng. Đấy, không phải là các anh có tất cả mọi thứ. Vâng. Nhà thiên địa không có gì là hoàn thiện hết. Vâng. Trời đất cũng không toàn diện đúng không? Đấy, cái này thì kinh tế nên nhanh, hoan lạc, vui vẻ, kinh tế nên nhanh. Nhưng cũng có thể 5 người nên nhanh mà không ở đây. Vâng. Đấy, là thầy cứ nhắc luôn nhé, để mọi người lựa chọn một. Vâng. Là lựa chọn ở tọa độ là 177 độ. 177. Là đứng ở mức trung bình 80%. Vâng. Nha. Đấy, thế còn đứng ở mức là 95% là ở 92 độ. Yeah. Là đúng 92 độ hoan nạc. Nhưng mà có những người thậm chí nổi trội lên nhưng mà lại không quan tâm đến nhiều người. Yeah. Anh em trong nhà. Yeah. Ngọ em tử thân. Này không, tử... đang thầy đang nói là nay mai đặt vào đây. Đặt thôi. Đấy, thậm chí có tiền anh em vẫn cãi nhau bình thường. Yeah.
chứ không phải có tiền mà không cãi nhau đâu. Anh người giàu thì họ rất hay tham. Vâng. Đấy, cho nên là nói trước vấn đề đó thì đây mình chỉ lập duy nhất hai hướng là hướng ngọ và hướng đinh. Vâng. Đấy, mọi người lựa chọn cho một là 177 độ, hai là 192 độ. 177 là hướng ngọ. Hướng chính ngọ. Vâng. Nhà chính ngọ nó sẽ bền. Vâng vâng. Nhá. Vâng, anh em hòa thuận nhìn chính hướng đây, đây chính ngọ đây. Vâng. Đây nhá. Vâng. Chính ngọ này. Trước này có cổ đặt đi thế nào thì các bác nói. Thầy nói. Đây chính ngọ nha, là hướng chính ngọ nha, cái chỗ này đều đào độ sâu như nhau nhé. Vâng. Chỗ này từ mặt này xuống là 1m6, từ đây xuống đều hết tất cả 1m6 nhé. Vâng. Tất cả nó các bác, cái mộ mà để kết phát tốt đều phải đảm bảo độ sâu. Vâng. Các bác làm lông không tới long mạch. Vâng. Không phát không kết mà rất hay bị động. Vâng. Nha, sau đó các bác tôn nền cao nhé. Vâng. Cái này đấy thì làm vào năm nay cũng được, sang năm cũng được. Vâng. Nha, vào năm thì năm nhuận. Đấy, không nhuận không liên quan gì hết nhé. Dạ. Thì có thể di trở rời cho cụ vào tháng này năm nay nhé, nhưng năm nay chỉ có tháng 11 thôi nhé. Vâng, tháng 11. Còn một duy nhất tháng 11 thôi. Dạ. Chứ còn tháng 12 không làm được nhé. Dạ. Tiến dần. Năm rồi. Có cứ để sang năm thì gọi thì lại thầy ngay cái này để sang năm đi. Vâng. Để sang năm và năm tỵ sẽ tốt hơn. Nhá, ổn định hơn. Đấy, di chuyển trong. Một lúc nhé, sang năm. Một năm mình giải quyết lắm việc. Ừ. Thế còn cái ngày giờ thì thầy về thầy sẽ xem đấy, để sang năm thì thầy sẽ về xem ngày giờ cho. Chứ còn cái cụ kia thì bà chị kia thì chắc nay mai phải chuyển ngay đúng không? Vâng, chuyển ngay. Chuyển ngay thì để về thầy xem ngày xong sẽ xem cho cụ nhé. Dạ. Tức là tất cả đây ba khu này của nhà, nhưng anh vẫn chia từng khu này ra khu kia riêng. Dạ. Đấy thì anh quy hoạch nó dễ. Nhưng mà theo thầy thì cắt ngang này hay cắt dọc này? Theo cắt anh cứ để này, cái này nhé. Hai cái mộ của bố mẹ anh này. Vâng. Anh ra ông bà ra đây đúng không? Vâng. Anh làm cho thật to cho thầy ra. Vâng. Đấy, cái mộ làm to ra. Vâng. Đấy, cái mộ mộ đại luôn. Dạ. Đấy, có thể làm tròn cũng được. Vâng. Đấy, và làm hình chữ nhật cũng được. Dạ. Mà làm tròn là làm cho to chứ. Làm tròn thì cái đường kính nó khoảng 2m3. Vâng. Đấy nhá. Hai mộ thật to ra khuôn viên chỗ này. Dạ. Sát nhau. Đấy, cái còn trường hợp nay mai thì con cháu mình có thể xếp nhỏ nhỏ ra bên cạnh thì không sao. Và cái mộ đấy, cái mộ này phải đúng độ sâu. Vâng. Cái mộ này đảm bảo độ sâu được rồi thì tất cả những mộ kia không được sâu như mộ này nữa. Vâng. Ví dụ mộ này 1m6 thì mộ kia chỉ dùng khoảng 1m2 thôi. Vâng. Chứ đào sâu động long mạch mộ này là hỏng. À. Nhá.